Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Cờ vua Việt Nam nhất toàn đoàn giải vô địch trẻ Đông Á 2021, sau khi các nữ kỳ thủ giành hầu hết những thứ hạng cao ở cả 6 nhóm tuổi từ U8 đến U18, các nam kỳ thủ Việt Nam tiếp tục chinh phục giải vô địch cờ vua trẻ Đông Á 2021 bằng những màn so tài hết sức thuyết phục giải vô địch cờ vua trẻ Đông Á 2021 thi đấu duy nhất Nội dung cờ nhanh theo thể thức trực tuyến trên nền tảng TonyLo do Hội Cờ Vua Thái Lan tổ chức theo ủy nhiệm của Liên đoàn Cờ Vua Châu Á và Liên đoàn Cờ Thế giới FIDE. Giải thu hút gần 1.000 kỳ thủ của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm nhiều cường quốc cờ trong khu vực như Mông Cổ, Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Nhật Bản. Tham gia với 121 kỳ thủ và thi đấu ở tất cả 6 nhóm tuổi của hai bảng nam nữ. Đoàn Việt Nam đã gây tiếng vang lớn tại giải lần này. Các kỳ thủ nữ gần như thống trị với những chiến thắng tuyệt đối dành cả huy chương vàng cá nhân lẫn đồng đội ở bốn nhóm tuổi U8, U12, U14, U16, trong khi đoạt luôn ngôi nhất đồng đội nữ lứa tuổi U10 và ngôi á quân đồng đội nữ lứa tuổi U18. Ra quân muộn hơn ít ngày, các nam kỳ thủ Việt Nam cũng thi đấu rất chắc tay với những gương mặt đã từng đạt thứ hạng cao ở khu vực và thế giới trong những năm vừa qua. Kết quả, trừ bảng U18 nam không đạt kết quả như mong muốn một lần nữa cờ vua trẻ Việt Nam lại chứng tỏ được thực lực của mình. Tống Nguyễn Gia Hưng, U8 và Dương Vũ Anh, U10 giành được huy chương vàng cá nhân và huy chương vàng đồng đội lứa tuổi. An Đình Minh giành được huy chương bạc cá nhân đồng thời cùng với Bùi Đăng Khoa và đoàn Phan Khiêm giành huy chương vàng đồng đội lứa tuổi U14. Bộ Ba Đinh Nho Kiệt, Nguyễn Đình Bảo Khang và Nguyễn Tuấn Thành góp sức mang về tấm huy chương bạc đồng đội lứa tuổi U12. Trong khi đó, ngôi á quân đồng đội lứa tuổi U16 thuộc về võ Phạm Thiên Phúc, Nguyễn Quốc Hy và Nguyễn Đức Dũng. Chung cuộc, với thành tích 14 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 6 huy chương đồng trên tổng số 24 bộ huy chương được trao. Đoàn cờ vua Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn tại giải vô địch cờ vua trẻ Đông Á 2021. Đại kiện tướng Lê Quang Liêm sẽ tranh tài tại giải Grand Swiss diễn ra từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 ở Latvia với sự góp mặt của 114 hảo thủ ELO trung bình 2647 đến từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài giải thưởng trị giá 70.000 USD và 50.000 USD, hai kỳ thủ đạt thành tích cao nhất sẽ được quyền tham dự FIDE Candidates Tournament 2022. Tương tự, giải nữ Grand Swiss lần đầu tiên được tổ chức sẽ có sự góp mặt của 50 kỳ thủ hàng đầu đến từ 26 liên đoàn cờ quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhà vô địch nữ sẽ nhận giải thưởng 20.000 USD và suất vé duy nhất tham dự FIDE Women Candidates Tournament 2022.